Em là một ngôi sao trong buổi tối ngày hôm nay thì là em đã được sự đồng thuận của tất cả bốn vị ban giám khảo. Hay là như thế nào mà mình đã trở thành có được cái vị trí ngôi sao trong ngày hôm nay? Tuy là em được ngôi sao nhưng mà em là vé phớt. Em đẹp như vậy, em tài năng như vậy mà em không thuyết phục được những vị giám khảo còn lại hả? Em nghĩ chuyện gì chắc nó cũng có lý do của nó. Và có thể là hôm nay em chưa đủ tự tin hoặc là chưa đủ thuyết phục. Tại vì cái sự kỳ vọng vào tên, cái tên Hoài Sa nó lớn hơn. Đây là tấm hình mà lúc Sa còn con trai. Và thực sự ra thì khi mà Sa nhìn thấy những tấm hình như thế này thì mình cảm thấy rất là dễ thương. Bởi vì nó làm Sa nhớ tới một Bùi Hải Sơn. Đó là tên cũ của Sa lúc trước. Một Bùi Hải Sơn rất là đầy nghị lực trong quá trình tìm lại chính bản thân mình một cách rất là hồn nhiên, vui tươi và trong sáng. Bùi Hải Sơn chính xác là một vị thần đối với Bùi Đình Hoài Sa. Cô ấy đã mang một cái phép màu kỳ diệu làm thay đổi rất là nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc đời của Sa. Chính vì vậy, có lẽ là Sa cảm thấy cậu ấy giống như là một người ơn đối với mình. Và mình cũng tự nhủ lòng rằng mình sẽ không bao giờ được quyền quên và ngừng tự hào về cậu ấy. Và tôi sớm như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sớm với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời. Quyết định tham gia chương trình lần này khẳng định lại bản thân của mình và cũng để cho mọi người có thể hiểu được nét đẹp cũng như là giá trị thực sự của một người chuyển giới. Mình mong là vẻ đẹp, tiếng nói cũng như là tài năng của mình có thể đủ lớn để thay đổi được định kiến. Cuộc thi có thể không chỉ tìm ra được một mà thật là nhiều những gương mặt xứng đáng, đủ tự tin để thuyết phục xã hội rằng người chuyển giới cũng xứng đáng nhận được những quyền bình đẳng như tất cả mọi người. Và tôi sớm như đóa hoa này tỏa ngát thương thơm cho đời, sớm với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời. Cuộc đời Hoài Sa. Anh thấy là hầu như hết là những đoạn trầm em xuống không có chắc chắn. Trong đầu của cái điệp khúc á nó còn chênh vênh lắm. Mà anh không hiểu tại sao em lại gặp cái lỗi này. Anh đặt cái kỳ vọng cho em rất cao và anh muốn gây cho em một cái áp lực rất lớn. Cho nên hôm nay anh say no với em. Dạ em cảm ơn anh. Có nghĩa là em hơn những bạn khác là em có cơ hội để va chạm thực tế, để đứng trên sân khấu nhiều. Chị khắt khe với em hơn á thì em chưa tới được cái điểm khắt khe đó. Và chị cũng say no. Đáng biết rằng là khi mà Sa đến với cuộc thi này là mình cũng rất là dũng cảm đúng không? Mặc dù có thể những cái thành tựu mình đã từng có nó chưa là gì nhiều, nhưng mà ít ra mình cũng đã có một chút gì đấy. Xem Sa dám vứt bỏ những cái điều đó và tới với cuộc thi này cũng là những cái nỗ lực rất đáng trân trọng. Nhưng đúng thật là so với mặt bằng chung và với những cái kinh nghiệm mà mọi người biết là Sa thì cái phần thi hôm nay nó thật sự nó cũng không nổi trội. Rất tiếc rằng cũng say no. Hợp với cả các ca khúc quốc tế hơn. Nó che được nhiều cái khuyết điểm của mình. Cho nên là nếu mà lần sau chọn ca khúc thì mình chọn cái ca khúc nó kỹ hơn chút xíu. Nhưng mà vấn đề là cái thông điệp của cái ca khúc này thôi. Em cũng hiểu là cái khuyết điểm của mình là hát tiếng Việt nó không có đẹp cái chữ. Nhưng mà thực ra thì đến với cuộc thi này, những cái thông điệp mình gửi đến khán giả nó quan trọng hơn hết tất cả. Cảm ơn Sa đến với chương trình. Cảm ơn. Từ đầu chương trình tới giờ là Hùng gần như là không sử dụng ngôi sao may mắn. Nhưng Hùng nghĩ trong trường hợp này thì Hùng xin phép. Không có sao, ngôi sao là có được dành ngôi sao đó trao cho Sa. Thì Hùng hy vọng rằng là cái ngôi sao này sẽ làm em thay đổi, em suy nghĩ thật là nhiều và cố gắng thật là nhiều để không phụ lại lòng, không chỉ riêng Hùng đâu mà với anh Tiến, chị Giang và chị Băng.
sau cái ngôi sao mà anh Việt Hùng đã tin tưởng cho em thì em thực sự là tập trung cho cuộc thi này và cố gắng hết sức mình. Dù vót hay không thì ngôi sao vẫn cứ là ngôi sao thôi. Đúng. Và bạn chỉ cần chờ thời điểm để tỏa sáng, và bây giờ bạn đang có quyền để chọn bạn cách thức bạn tỏa sáng như thế nào và với ai. Bằng mọi cách mình sẽ phấn đấu để lấy được. Cách như nào ạ? Chưa thấy. Anh cứ bằng mọi giá nhưng mà anh phải bây giờ chờ bằng cái bằng vàng cho mình biết là khả năng của bạn nó nằm ở đâu. Nếu như mà phải hỏi thì là bạn không hề biết gì về em rồi thì anh nghĩ là sẽ hơi hồi hộp khi mà về team bên đấy. Ngay từ khi mà mình nhìn bạn ấy là mình đã biết là bạn có thể hát, bạn có thể làm người mẫu, bạn có thể làm diễn viên. Mình nhìn thấy tất cả những tiềm năng có ở bạn. Mình không nhìn thấy mà mình tin vào điều đó. Mình cứ phải hỏi lại là bạn có thể làm được những gì thì chắc chắn là bạn mình không biết thì mình không thể nào mình tin vào điều đó được rồi. Bởi vì đối với Hoàng Sa thì là một thí sinh Hoàng Sa. Thì đã là một em hồi hộp anh ơi, em bị hồi hộp. Trời ơi, không luyện viên không luyện người ta mà hồi hộp làm sao luyện được người ta. Vì kỳ vọng quá nên bị hồi hộp. Dad của em hiền lắm, mình bắt nạt rồi. Giống em cũng hiền, dễ bắt nạt lắm. Thế nên nếu mà em rung thì em phải về với anh. Tất nhiên là team xanh vẫn sẽ có những cái chiến thuật của team xanh. Ví dụ như nãy giờ em nghe anh nói là team xanh sẽ thuyết phục bạn, team xanh sẽ có cái chiến thuật mà nãy giờ nghe nói không ạ? Chỉ cần khả năng của bạn ở đâu mình có thể đáp ứng được hết. Với những cái kinh nghiệm rất là nhiều năm trong ngành thời trang của anh và với một cái lực lượng hùng hậu đứng phía sau và tất cả những cái thứ đó, anh có thể dành riêng cho em. Rồi là rất là khó chọn. Bởi vì mọi người đều đưa ra những cái lý lẽ rất là thuyết phục và những cái lời hứa thì là ngọt ngào. Hứa đó em. Nhưng dạ. Quyền vẫn là của em. Dạ đúng rồi. Và em có một câu hỏi là dành cho hai team là các anh chị có nhìn ra được cái khuyết điểm nào của em hay không ạ? Khuyết điểm của em là sự thiếu tự tin. Tại vì đến với cuộc thi này thì chắc chắn là bản thân em đã biết được mình có những điểm mạnh nào. Thế nên chỉ cần em chữa được chuyện là em không tự tin vào bản thân mình thì đó đã là một điểm sáng mà anh có thể chừa được em. Theo mình thì khuyết điểm của bạn là bạn đã là một người có danh hiệu và được mọi người biết đến cũng khá nhiều rồi. Và khi mà em về với đội của anh thì chắc chắn anh sẽ có những sự hỗ trợ. Chắc chắn em sẽ được lên được 9 điểm và em sẽ lên được 10 điểm khi em dừng lại vào cuối cuộc thi với danh hiệu quán quân. Điều đó là điều anh cũng có thể đảm bảo cho em. Vì đối với cá nhân là một stylist thì anh sẽ dùng được sự support của rất nhiều nhà thiết kế để có thể hỗ trợ em. Với một cương vị một thiết kế cũng như là fashion icon ngồi bên cạnh anh này thì không có stylist nào mà anh không có mối quan hệ trong tầm tay cả. Và đã đến lúc sao phải đưa ra quyết định của mình. Trước khi mà sao quyết định á, anh chỉ muốn nhắc sao một tí xíu thôi. Thứ nhất, anh nghĩ là sao đã có danh hiệu rồi và sao tham gia cuộc thi này thì chắc chắn sao đã có một cái mục tiêu muốn đạt được trong cuộc thi này. Sa phải luôn nhớ cái mục tiêu đó để mà Sa đưa ra cái quyết định này. Và cái thứ hai anh muốn Sa nhớ là tại sao Sa có 3 chữ no. Beauty Dad và Beauty Mom bên kia có thể là nhìn ra những cái thiếu sót của Sa, nhưng mà anh nghĩ chính em là cái người biết rõ nhất em thiếu cái gì. Và chính vì vậy em phải tìm kiếm một cái huấn luyện viên nào đó có thể bù khuyết được cho em. Với bản thân Sa nghĩ là tự tin chưa bao giờ là đủ. Và em cần phải tự tin hơn nữa. Và cái người mà đủ để trao cho em cái tự tin hơn đó là những người phải chân thành với em đã. Và em cảm nhận được điều đó từ ánh mắt của anh Mạnh Huy. Và em xin chọn đỏ xanh. Thực ra đây là lần đầu tiên em gặp anh. Ngôi sao xanh. Bởi vì Sa và hai bạn là đến cuối cùng ba tụi mình quyết định là đi chung với nhau. Sa nghĩ là cái việc đi chung này cũng tạo một cái dấu ấn đặc biệt, sẽ khác với tất cả các bạn khác. Có thể là ba đứa sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Và hai cái màu đỏ của hai bạn nó sẽ làm bật lên cái màu vàng của Sa mặt nữa. Và cả bạn nổi, mình cũng nổi luôn. Cho nên đó là một cái lựa chọn rất là thông minh. Rất cảm ơn Beauty Daddy và Beauty Mommy đã lựa chọn những bộ trang phục vô cùng thích hợp để giúp cho các thành viên trong team có thể tỏa sáng cũng như tinh tế nhất có thể, đúng với tiêu chí của team Hồng, tâm niệm của cô Hồng. And I love your outfit today. So can I ask you some questions? How did this competition mean to you? Really important. I really like this competition because competition have many mean for transgender. You know, transgender have a hard life. This competition can make transgender
more confidence and show everything inside, beauty, our talent. That's a really amazing answer. So now, when you say the name, please step forward. The first is Boudin Hwasa. Sa cũng khá là bất ngờ. Cái chủ đề là chọn ra Queen thì thường người ta sẽ chọn những cái bạn có ngoại hình giống như Queen, có những cái bộ đầm thật là lộng lẫy, thật là nữ tính. Nhưng mà Sa chọn cái bộ đồ đó nhưng mà vẫn được chọn vào top 3 thì có lẽ cũng là một bất ngờ đối với Sa. Thì Hoài Sa là cái người đã có cái sự nổi tiếng từ trước sau khi bạn tham gia The Voice, nên là cái việc báo chí vote cho bạn đó cũng là một điều đương nhiên. Nếu mà Sa vinh hạnh được mọi người ưu ái thì đó là một điều Sa rất là mừng. Mình phải như thế nào thì người ta mới ưu ái mình thôi, đúng không? Mỗi người có một cái xuất phát điểm khác nhau và bản thân của người đó đã làm như thế nào để có được những cái ưu ái đó thì mình cần phải nhìn lại. Sao vui